chào các bạn, đây là xe Honda Brio, xe mới được ra đời ở thị trường Việt Nam. Honda Brio, đây là một dòng xe mới, xe vừa mới được xuất xưởng. Các bạn có thể thấy là nội thất của xe, chủ nhân vừa mới nhận xe xong. Các bạn có thể ngó qua nội thất của xe. Đây là phần nội thất của xe, xe vừa mới được nhận xong. Ghế vẫn còn nguyên nỉ, sàn nguyên nỉ. Xe được đến 5 phân Auto để trang bị một số thiết bị như lên kính, xuống kính, gập gương, cảm biến sắt lốp, camera hành trình. Xe mới đúng không ạ? Xe mới vừa mới ra xong. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu về thiết bị lên kính, xuống kính, gập gương. Đây các bạn có thể thấy, đây là tình trạng 4 kính đang ở dưới đúng không ạ? 4 kính đang ở dưới. Bây giờ mình bấm khóa cửa, gập gương, đồng thời kính sẽ đi lên. Các bạn nhìn thấy kính sẽ đi lên. Mình có thể điều khiển xuống kính từ xa, khóa, mở, khóa. Đấy, các bạn thấy kính đi xuống từ xa, hoàn toàn điều khiển bằng từ xa bằng chìa khóa này. Bấm khóa lần thứ nhất, trường hợp chúng ta không lên xe. Khóa lần thứ hai, kính sẽ đi lên. Điều khiển xuống kính, hé kính, khóa, mở, khóa. Các bạn có thể thấy hé kính, khóa, mở, khóa. Khóa, khóa, mở, khóa. Hé rồi mà. Khóa, mở, khóa. Chưa hé. Kính đã được hé rồi chưa? Kính đã được hé. Bấm khóa đi lên kính. Ngoài ra chúng ta còn có chế độ ngồi chạm trong xe. Ví dụ mình sẽ bấm một chạm cho các bạn xem. Cửa sau một chạm, được không ạ? Cửa trước vẫn một chạm. Cửa bên phụ. Cửa bên phụ một chạm. Cửa trước bên phụ cũng một chạm, được không ạ? Một chạm lên. Một chạm lên. Đấy, một chạm lên rất tuyệt vời đúng không? Chúng ta tiện không phải phải giữ tay làm gì ạ. Toàn bộ là một chạm lên. Ngoài ra thì xe được trang bị bộ cảm biến sắt lốp dành riêng cho các dòng xe của Honda. Các bạn nhìn thấy đây là cảm biến sắt lốp van trong. Cảm biến sắt lốp van trong, phần bên này là màn hình hiển thị toàn bộ vị trí lỗ chờ. Đây các bạn thấy là 3 lỗ chờ. Thì thiết bị cảm biến sắt lốp chúng tôi sẽ gắn tại đuôi chờ này. Sản phẩm cảm biến sắt lốp này chỉ việc cắm rắc là dùng thôi. Hiển thị áp sắt lốp ở bên ngoài. Bên trong màu xanh là hiển thị nhiệt độ. Đấy, mình tắt. Khi tắt xe thì ngay lập tức nó sẽ, cảm biến sắt lốp này sẽ tắt theo xe để phòng tốn ắc quy. Bật lên hiển thị kinh auto, sau đấy là đưa giá trị áp sắt lốp. Các bạn nhìn thấy sau 3 giây đến 5 giây là lại hiển thị áp sắt lốp bình thường. Để đặt hàng thì quý khách vui lòng truy cập vào shopauto.vn hoặc bình luận để lại số điện thoại bên shop, chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn. Xin cảm ơn.